Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các mẫu xe đạp địa hình XDS Kinner 500, một dòng xe đạp bánh 27,5 với cái mức giá rất là ngon bổ rẻ, chỉ có là 7,2 triệu đang được bán tại cửa hàng em. Thì đây là một cái chiếc xe mang cái cấu hình rất là tốt. Đây cái tập nó có thể nói là tốt nhất cái phân khúc giá rồi, 7,2 triệu mà các bác đã được một chiếc xe đạp địa hình. Màu sắc màu hôm nay về là màu xám nhá. Cái màu này đang rất là hot trong năm 2022 này. Xám pha xanh cực kỳ là thể thao. Bánh là 27,5 inch và được sử dụng bộ chuyển động là của Shimano Atus với 9 tầng líp, 3 tầng đĩa cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Đấy. Cái bộ cấu hình rất là ngon. Phanh dầu luôn các bác nhé. Sử dụng phanh dầu. Cấu hình rất là ngon và cái giá thì là 7,2 triệu, cực kỳ là ngon bổ rẻ để cho các bác mua về sử dụng thể dục thể thao và rèn luyện sức khỏe. Đây, tông màu xám xi măng, một cái màu sơn mà rất là hot trong năm nay. Và bây giờ logo xanh. Model Kinner 5500. Khung gióng rất là đẹp các bác nhé. Em treo này thì nó bị ngang nhưng mà để đẹp dưới đất là cái khung nó sẽ vảnh lên. Rất là đẹp, rất là bệ vệ. Cộng với cả cái bánh 27,5 nữa thì nó tạo cái form xe cực kỳ đẹp. Bánh 27,5, bánh nguyên zin theo xe luôn các bác nhé. Sử dụng quả lốp Kenda 1.95. Lốp này cũng còn rất là mới các bác nhé. Sử dụng lốp Kenda. Bộ chuyển động của xe thì được sử dụng đó là Shimano Atus với 9 tầng líp, nghĩa là sử dụng líp thả 9 tầng và 3 tầng đĩa cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Đùi tất cả mọi thứ là vẫn còn nguyên zin nguyên bản hết 100% luôn các bác nhé. Thì phía trên ghi đông đây thì cũng được trang bị đó là tay phanh 3 trong 1, tay bấm và tay phanh. Phanh này là tay phanh dầu luôn các bác nhé. Đây nó có thể đây cái cốc dầu của nó ở cái chỗ này, này ống dầu đây. Và đây là bấm xả 3 trong 1, dây dợ là chạy hết âm sườn rồi. Rồi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì quy đổi ra size đó là 17 inch, thì sẽ và các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì là phù hợp. Bộ chuyển động Shimano Atus 9 tầng líp, 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì rất là mượt mà, các bác có thể nhìn trên hình đánh giá. Và xe thì đang được bán với mức giá chỉ có là 7,2 triệu cho một chiếc xe đạp địa hình bánh 27,5 inch thương hiệu XDS và sử dụng bộ chuyển động 9 lít 3 đĩa của Shimano Atus. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.